Dạ vâng. Hello, xin chào quý anh chị nha. Thì ngày hôm nay em Trung lên sóng quay con mẹt 9 chỗ mà không hết đời nha anh chị. Nói chung là có sao thì tất cả cái ngày hôm nay em Trung quay hết chi tiết nha anh chị. Nói chung 9 chỗ mà đâu không thể nào hết đời được. Em Trung sẽ lướt sơ một vòng và đi vô phần bên trong và em nó đã có những gì nha anh chị. Nói chung là cũng phải nói là cực kỳ là đẹp. Mẹt stress 9 chỗ không hết đời nha anh chị, rộng rãi thoải mái. Nói chung là cọp đời này 203 mà để mà đời này thật sự là tìm một chiếc thứ hai là hơi hiếm. Thì em Trung sẽ đi phần bên ngoài và sẽ đi vô phần bên trong có những gì nha anh chị. Thì tất cả một cái thì ngày hôm nay em Trung chia sẻ hết. Giá phải nói là cực kỳ yêu thương, rất là rẻ, quá rẻ là bằng đằng khác nữa. 9 chỗ không hết đời, thương hiệu của Mẹt mà, rất là đẹp. Anh chị mua về chạy dịch vụ hay là tất cả một cái thì cũng rất là ok. Đó, biển số của em đó thì biển số 47 nha anh chị. Biển số A thì không có hết đời được. Đó. 9 chỗ. Thì ngày hôm nay em Trung sẽ đi giới thiệu và tất cả một cái thì anh chị cần quay chỗ nào là em Trung sẽ quay hết cái chỗ đó và tất cả một cái. Nói chung là anh chị nhìn cái nước sơn của em nó thì hầu như cái xe này toàn bộ là nước sơn rin nha anh chị. Cũng rất là đẹp. Em nó thì mang màu áo màu bạc nha anh chị. Mẹt Tinter mà. Nói chung là xe này đây thương hiệu của Mẹt. Từ tất cả bốn cái chụp mâm. Vừa về vừa mới rửa nước lạnh thôi. MB100 này. Thì anh chị quan tâm cái xe này thì cứ alo trực tiếp cho em Trung nhá, cho số hotline. Thì cái logo anh chị thấy không? Nhìn thương hiệu của em nó là cái logo là nhìn nó đã sung sướng cuộc đời rồi. Xe này nắp cabo, ốc cabo chưa dở luôn nhá. Biển số 47. Anh chị cần ký rút hồ sơ thì tất cả cái đều ok hết. Thì trong này thì anh chị nhìn vô nội thất cái thì tất cả mọi cái thì nội thất của em nó thì cũng rất là đẹp. Keo chỉ thì không mất phân nào nha anh chị. Máy thì nổ thì thầm luôn. Đây. Tất cả cái anh chị nhìn. Tờ cái dàn nội thất này, thấy không? Táp lô bàn thờ phải nói là xe này thì vừa mới được bảo dưỡng xong nha anh chị. Ô đồ của nó của em nó thì cũng rất là ít. Tờ khung sườn và tất cả cái thì không có chuyện mà đâm va hay là va chạm nha anh chị. Rất là đẹp. Anh chị nhìn từng cái gọi là cái sắc nét từng cái gân này. Nó đẹp mà cái xe này nó đẹp từng chi tiết. Ủa nỉ rin này, keo chỉ này. Thì tất cả cái thì không mất cái phần nào hết. Nhưng mà mỗi cái thằng này thì có một cái bộ ghế á, thì nó hơi hơi cũ. Thì xe này thì về em Trung cho bọc lại cái bộ ghế nha anh chị. Bán cho anh chị cái giá xe này là 155 triệu. Vỏ lốp của em nó này rất đẹp. Anh chị về bọc thêm cái bộ ghế này cũng rất là ok này. Thì đằng sau của em nó thì đằng trong của em nó thì chút xíu em Trung sẽ đi vô cái phần đằng trong. Cái phần đằng trong thì ghế gọi là ghế xoay 380 độ luôn. Rất là đẹp. Cái này 9 người thôi nhá. Cái này 9 chỗ nhưng mà không hết đời, chở được 1 tấn. Nội thất của em nó thì thật sự phải nói là rất là hầm hố, đẹp mà. Thương hiệu. Và thêm cái thằng này nữa là cái hồi trước cái anh chủ anh ráp thêm cái đầu banner. Đó, đầu banner đây. Cái đầu này cũng gọi là cái thương hiệu nó. Cái này là xài hình như là 10 đĩa, 12 đĩa. Đó, chỉ, tất cả cái đang đều hoạt động hết. Đây, nhạc thì rất là ok. Đây anh chị nhìn cái phần nội thất táp bì của em nó, nhưng mỗi cái là cái dàn ghế của em nó thì nó cũng hơi cũ. Nói chung để thì xài cũng được thôi nhưng mà nhìn nó xấu cái xe. Đó. Và thêm cái nữa là anh chị vô trong này ngồi á, nó rất là thoải mái, rộng rãi. Đó. Ngồi hai ghế, cái ghế này tất cả cái xoay đều ok hết. Xoay tròn 360 luôn nha. Như ghế này. Đó. Xoay tròn luôn. 360 độ. Tất cả một cái thì xe này mà anh chị xài cho gia đình đi chơi, tất cả một cái thì đều ok hết.
đằng trên này mà ráp thêm cái bàn cũng rất là ok, đẹp. Cái dàn trần của em nó thì cái này đặc biệt, cái này ba dàn lạnh điện, cái này là điện 220 nhá. Anh chị cần sạc điện thoại hay là tất cả cái cắm cục sạc vô đây là đều là ok hết. Và thêm cái nữa thì anh chị nhìn cái bộ từ cái táp bi đó, từ những cái gọi là cái vân gai này, cái vân gai của em nó thì thật sự rất là mới, xe này chưa dọn chưa rửa thôi. 9 chỗ rất là rộng rãi, thoải mái. Giá chỉ có 155 triệu. Anh chị mua về thì làm lại cái bộ ghế này thì cũng rất là ok. Hơi xấu tí thôi. Và trần của em nó này đã được bọc kiếng rồi, đằng trên này vẫn đang còn nỉ rin nha anh chị, rất mới. Đó, cái bộ trần này phải nói là cực kỳ mới đây anh chị, nhìn từng cái cột kèo của em nó này. Đó, đẹp không? Đằng trong anh nước sơn rin này anh chị thấy không? Tem mạc mà giờ này đang còn tem mạc 203 thôi. Mà nó đẹp như thế này thì anh chị thử nghĩ tìm đâu ra xe. Cửa nẻo thì đóng rất là nhẹ nhàng. Bụp. Máy nổ cái chìa khóa đâu ta? Để đó. Riêng cái thằng này ấy thì máy nổ thì không cần phải suy nghĩ nha anh chị. Máy nổ thì êm thiên thít thì thầm. Ô đô của em nó thì xe này chạy chuẩn 188.000. Phải đạp côn. Máy thì nổ thì thầm. Đây anh chị, ô đồ của em nó này 188.000. Anh chị thấy không? Nhìn cái kim đồng hồ tô máy không có chuyện rung lắc. Máy đạp rất là nhẹ nhàng. Tất cả một cái thì anh chị xe này về anh chị chạy dịch vụ hay là tất cả cái đều ok. Anh chị quan tâm cái mẫu xe này thì alo trực tiếp cho anh Trung nhé. Cho số hotline 0962 49 49. Anh Trung để cái số điện thoại dưới phần mô tả nhé. Và tiện thể theo nữa thì cho nó chạy mấy cái xe này ra rửa luôn đi. Thì mấy cái xe này, cái này Toyota Vios này, để chút xíu rửa xong là em Trung quay luôn, em Trung báo giá luôn. Đời 2005. Chỉ với Toyota Vios đời 2005 bán cho anh chị với cái giá 140 triệu. Và thêm em nữa là em xe này là La City. Bản này là bản cao cấp nha anh chị, biển số 48. Xe này chỉ có bụi thôi, tại vì mấy ngày hôm nay em Trung đi Sài Gòn miền Tây mới về, đến trắng để nhà xe nó bụi bặm quá. Xe này em Trung bán cho anh chị với cái giá cũng 140 triệu luôn nhá. Và tiếp theo em nữa là em Honda Ra. Xe này là xe bản RS. Nói chung là đồ chơi thì ngập tràn rồi. Bán cho anh chị với cái giá 430 triệu. Anh chị cứ trả giá thoải mái và tất cả cái em Trung bán cho. Bữa nay đang nản em nó mà, tại vì cũng nhiều người mượn quá. Còn cái rồi nói tiếp cái em 19 này, gọi là cái thành phần mà đã ngu lại còn tỏ ra nguy hiểm. Đấy. Cái thành phần anh mà dưới Bình Dương nghe được cái này á thì nhớ một câu là đã ngu là tỏ ra nguy hiểm. Cái này xe này đời bao nhiêu ta? 201. La Note 201 bán cho anh chị 50 triệu mà anh chị thử nghĩ coi, đòi giống như kiểu là như một cái xe mới vậy á. Cái gì nó cũng phải mới. Thì ông nội tôi làm không được nhá. Cái anh mà dưới Bình Dương á, nên em Trung cũng trả tiền cọc luôn, tiền tài xế em Trung cho luôn. Không cần phải lại, không cần phải nói nhiều. Đấy. Em nó vừa đi về nha anh chị. 50 triệu thôi. Mà anh chị cứ đòi hỏi phải như xe mới á, đúng không? Thì lấy đâu ra anh chị? Thì tốt nhất anh chị bỏ cái số tiền đi mua cái xe mới 50 triệu, thêm 50 triệu nó góp một cái xe mới về đi cho nó sướng nha. Chứ không cần phải tới mà để mà bắt thằng lính em chạy xuống Bình Dương giao cho anh chị, xong rồi quay đầu về lại, thấy không? Cả đi cả về gần 600 cây nha anh chị. Đó. Làm gì có ai như em Trung như vậy, đúng không? Anh chị quan tâm cái mẫu xe nào thì alo trực tiếp cho em Trung nhá. Và cũng còn thêm vài cái mẫu xe thì em Trung cũng chia sẻ và tất cả một cái cho anh chị luôn. Còn
đầu búa, xe này thì em Trung chưa có quay chi tiết, bán cho anh chị với cái giá 260 triệu đời 2010 nha anh chị. Nói chung rất đẹp. Và tiếp theo em nữa là em xe này là xe form 16 chỗ đã chuyển tải rồi nha anh chị. Biển số D nè, anh chị bằng B2 thì cũng chạy được. Giá bán cho anh chị 80 triệu. Còn cái xe này 50 triệu bán như phế liệu nè anh chị. Xe này nó trước nó đẹp lắm, còn cái đèn nó bị bẻ thì em Trung bỏ trong nhà. Hai cầu. Và xe này thì em Trung đã bán rồi và tất cả cái thì thêm con Innova. Innova này là 2015 nha anh chị. Innova này 2015 cũng vừa mới về, biển số Sài Gòn. Đó. Mẫu mới, form mới rồi. Đó, màu bạc, bán cho anh chị với cái giá 355 triệu. 355 triệu nha. Nội thất của em nó cũng rất là đẹp và đã được lên cái màn hình Android rồi. Các anh chị quan tâm cái xe nào thì alo trực tiếp cho em Trung, sau số offline thì số điện thoại em Trung để dưới phần mô tả nha anh chị. 215 mà chỉ có 355 triệu thì anh chị tự nghĩ ra tìm đâu ra xe. Lúc nào rảnh em Trung làm một cái video chi tiết sau nha. Thì thôi, cuối cái video thì em Trung chúc anh chị có một ngày mới thật là vui và hạnh phúc bên gia đình, và hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo.